Lên cổ tay bệnh nhân tại vị trí động mạch quay.
sau đó chúng ta bắt đầu đem lạnh trong vòng 1 phút. Lưu ý tần số của nhiệt lạnh. Kỹ thuật đếm nhịp thở cần có một cái đồng hồ có dây. Điều dưỡng cầm tay bệnh nhân đặt lên bụng, quan sát mỗi lần tay bệnh nhân nâng lên hạ xuống, đếm là một nhịp. Trong một phút đếm, quan sát nhịp thở, tần số và nhịp điệu bệnh nhân có thở sâu hay không, thở nông hay thở sâu, thở đều hay không đều. Sau khi kết thúc một phút, điều dưỡng ghi tay ghi vào nháp. Cho bệnh nhân nằm đầu ngang với hai tay ở tư thế thoải mái, vén tay áo lên sát nách, quấn máy đo cách khuỷu tay 3-5 cm. Hồ ngang tầm mắt, này, khóa ốc vang lại. Bơm hơi cho đến khi không còn mát được động mạch cánh tay nữa. Bắt đầu đặt ống nghe lên trên động mạch cánh tay. Tiếp tục bơm thêm 30ml thủy ngân nữa rồi ngưng. Mở ốc, xả hơi từ từ. Chú ý lắng nghe tiếng đập đầu tiên, đó là tiếng áp tối đa. Tiếp tục xả, khi đến nhịp đập thay đổi, khi nghe tiếng nhịp đập thay đổi, đó là huyết áp tối thiểu. Xả ốc cho kim trở về số 0, tháo máy ra. Kéo tay áo bệnh nhân lại. Là cố nằm cho bệnh nhân và ghi kết quả vào nhé.
trả bệnh nhân về tư thế tiện nghi. Để đo nhiệt độ ở miệng, chúng ta mang dụng cụ đến giường kiểm tra là hỏi bệnh nhân có uống nước nóng lạnh, có vận động rồi không. Nếu có thì cho bệnh nhân nghỉ 15 phút. Nhiệt kế dưới lưỡi bệnh nhân, dặn bệnh nhân ngậm miệng lại, không nói chuyện, không cắn nhiệt kế. Đợi 3 đến 5 phút, lấy nhiệt kế ra. Vuốt sạch nhiệt kế, đọc kết quả và ghi vào nhé. Bỏ nhiệt kế dơ vào dung dịch sát khuẩn. Dùng gòn bỏ vào túi rác y tế. Đối với cái kỹ thuật lấy nhiệt độ hơn, chúng ta cần một cái nhiệt kế đo ở hậu môn, một ít khăn giấy, một cái khăn thử, chúng ta cần Vaseline, bỏ tam bông vào cùng lắp sạc. Sau đó ta đến trường bệnh nhân để thông báo với bệnh nhân.
xem cái thủy ngân đó thì ở mức 30-35 dưới 35 độ C chưa. Nếu như chúng ta vậy nó sốt. Dùng Vaseline bo vào cái nhiệt, dùng Vaseline bo được vào nhiệt kế. Gà chúng ta đặt xuống. Dùng khăn giấy. Lau nhẹ từ phía trước ra phía sau. Đặt vào hậu môn từ 2-3 cm và chờ từ 3-5 phút. Sau 3-5 phút chúng ta lấy nhiệt kế ra. Chúng ta lấy bông gòn, sau khi đặt nhiệt kế xong chúng ta đi vào sổ nháo. Bây giờ chúng ta trả về cho thấy bệnh nhân, chúng ta kéo quần lại, kéo quần cho bệnh nhân lại. Rồi lau khô. Y tế. Đồng hồ bỏ vào vải. Sau đây
độ thì chúng ta ghi bằng biết không màu xanh. Thì chúng ta ghi bằng biết màu đỏ. Tám mươi luôn đi. Ờ, chấm chấm cái đó anh gái, chấm cái đó trước gái xong gặp. Ừ. Ngang qua luôn. Biết màu xanh.